chiến sự không khoan nhượng Nga-Ukraine và những mặt trận cân não. Các bạn thân mến, cuộc chiến Nga-Ukraine không chỉ là sự đối đầu của vũ khí sát thương mà hai bên cũng triển khai những chiến thuật đặc biệt như nghi binh, tâm lý chiến để đánh lừa và gây bất lợi cho đối phương. Giới chuyên gia nhận định, cuộc giao tranh Nga-Ukraine đã bắt đầu từ ngày 24 tháng 2 năm 2022, đã và đang tiến triển thành một trong những hình thức chiến tranh hỗn hợp phức tạp nhất. Khi chiến sự kéo dài tới tháng thứ 12, hai bên đã vận dụng các chiến thuật nghi binh có thể trong hoạt động tác chiến cách đây vài thế kỷ và biến đổi linh hoạt để phù hợp với chiến tranh hiện đại. Ngoài ra, cuộc chiến thông tin, tâm lý, một hoạt động quân sự phi vũ trang đang thu hút sự chú ý của giới quan sát. Mô hình này là minh họa rõ ràng về cách công nghệ thông tin kỹ thuật số tiên tiến nhất ngày nay có thể định hình tác chiến hiện đại. Cụ thể, những thông tin này sẽ có trong bài phân tích ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thứ nhất, chiến thuật nghi binh. Chúng ta biết rằng, nghi binh là phương pháp đã có từ thời xa xưa khi các chỉ huy quân sự sử dụng các hình thức như vũ khí giả, binh lính giả để đánh lừa đối phương nhằm làm ảnh hưởng tới chiến thuật của phe bên kia. Trong cuốn Binh pháp Tôn Tử, nhà chiến lược cổ đại Tôn Tử của Trung Quốc từng nhắc tới chiến thuật này từ thế kỷ thứ 5 trước công nguyên. Một trong những kế sách được ông viết ra chính là sử dụng các thủ thuật để đối phương có nhận định sai về quy mô lực lượng của phe ta. Tới thời Thế chiến thứ 2, phát xít Đức đã từng bị đánh lừa bởi đội quân Ma quy mô lớn trên nhiều mặt trận để đánh lừa phe phát xít nhằm mở đường đổ bộ lên Normandy của Pháp vào năm 1944, quân đồng minh đã dùng hàng trăm hình nộm dính kèm thuốc nổ và tạo tiếng ồn xe tăng cao su ở nhiều khu vực khác. Điều này khiến cho phát xít Đức đánh giá sai về quy mô lực lượng của đối thủ và cho rằng họ sẽ tấn công vào một nơi khác. Vì vậy, phát xít Đức đã điều bớt quân khỏi Normandy. Nhờ vậy, kế hoạch của phía đồng minh đã thành công, giảm thiểu thương vong, dẫn tới chiến thắng quan trọng, góp phần làm sụp đổ chế độ phát xít. Trong chiến sự Nga-Ukraine, kế nghi binh cũng đã được các bên sử dụng nhiều lần, nhưng ở quy mô nhỏ hơn. Ở giai đoạn đầu chiến sự, Ukraine đã triển khai lớp phòng thủ đặc biệt ở khu vực gần biên giới Nga ở Kharkov, gồm toàn những hình nộm mặc trang phục như quân nhân. Ukraine lập ra các chốt trực đặc biệt với những manekin mặc trang phục quân sự và được trang bị thiết bị chiến thuật giả nhằm làm nhiệm vụ đứng gác. Chiến thuật sử dụng hình nộm không còn quá mới mẻ trong tác chiến và từng được nhiều nước sử dụng trong quá khứ. Theo chuyên gia quân sự Justin Crum, việc sử dụng các manekin đóng giả quân nhân thường có hiệu quả để chống lại trực thăng và máy bay của đối thủ. Nhằm mục tiêu vào các hình nộm giả vừa tốn công vừa lãng phí đạn dược. Ngoài ra, các manekin cũng có thể làm ảnh hưởng tới nỗ lực trinh sát. Một trong những kế nghi binh nổi bật nhất từng được giới quan sát nhắc tới là vào tháng 8 năm ngoái, Ukraine dường như đã áp dụng chiến thuật đánh lạc hướng để khiến Nga bắn tên lửa tối tân vào những mục tiêu không có giá trị. Vào thời điểm đó, Washington Post dẫn lời các quan chức cấp cao của Mỹ và Ukraine đưa tin. Kiev trong thời gian qua đã sử dụng mồi nhử được ngụy trang như các hệ thống vũ khí của Mỹ. Đây là chiến thuật nhằm khiến Nga phóng các tên lửa hành trình tầm xa tiên tiến và những mục tiêu giả. Ví dụ, Ukraine dựng hệ thống làm bằng gỗ giống hệt bệ phóng rocket mà Washington viện trợ cho Kiev. Khi các máy bay không người lái của Nga trinh sát, nó sẽ truyền thông tin về những mục tiêu giả tới các đơn vị ở Biển Đen. Lúc này, các vũ khí mang tên lửa hành trình của Nga sẽ bắn hỏa lực vào các hệ thống vô giá trị. Theo một quan chức Ukraine, Nga dường như đã dùng ít nhất 10 tên lửa hành trình Kalib để phóng vào các mục tiêu giả trong những tuần đầu tiên mà Ukraine áp dụng chiến thuật nói trên. Cuối năm ngoái, trước việc Ukraine thiếu lá chắn phòng không và liên tục bị Nga tập kích trên diện rộng, Mỹ đã viện trợ cho Ukraine các thiết bị phát ra mối đe dọa để Kiev đánh lừa Nga. Thiết bị phát ra mối đe dọa có khả năng phát ra tín hiệu vô tuyến tương tự như radar phòng không, nhưng không có hệ thống xử lý tín hiệu và dữ liệu. Các quân đội thường sử dụng nó để huấn luyện phi hành đoàn, xác định và phản ứng với các mối đe dọa trong các tình huống chiến đấu mô phỏng thực tế. Các thiết bị này có khả năng phát ra các tín hiệu khác nhau, tương ứng với từng loại radar phòng không khác nhau. Trong tác chiến thực tế, các thiết bị phát ra mối đe dọa có thể đánh lừa tiêm kích đối thủ bằng cách tạo cho họ ấn tượng rằng họ đang đối phó với hệ thống phòng thủ mạnh hơn thực tế. Trong một số trường hợp, đối thủ quyết định không tấn công vì lo ngại bị bắn rơi. Với radar phòng không giả, Ukraine được cho là đang biến thiết bị phát ra mối đe dọa trở thành radar 36D6M11. Radar này có khả năng tích hợp với S-300,
Vì vậy, phi công Nga có thể tưởng rằng phía dưới là hệ thống phòng không uy lực, nhưng trên thực tế chỉ là một thiết bị không có khả năng tấn công. Nếu Ukraine sử dụng chiến thuật vũ khí giả, thì Nga cũng nổi tiếng với một đội quân bằng cao su bơm hơi. Liên bang Nga thậm chí đã có cả một học thuyết quân sự nghi binh có tên là Maskirovka, có nghĩa là mặt nạ. Trong học thuyết này, Nga sẽ sử dụng các phương tiện bơm hơi và bệ phóng và binh lính giả để tung hỏa mù nhằm đánh lừa đối thủ. Bộ Tổng Tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine hôm 27 tháng 1 cho biết, quân đội Nga đã triển khai xe tăng bơm hơi ở chiến trường miền Nam nhằm đánh lừa đối thủ tại Zaporizhia, nơi quân đội Nga không ngừng nổ súng vào các phòng tuyến của Ukraine trong những ngày gần đây. Tuy nhiên, Ukraine cho biết, khí hậu nhiều gió ở khu vực Kosak không phù hợp cho sản phẩm bằng cao su của Nga, nên xe tăng bơm hơi của Moscow đã bị xì. Tháng 8 năm ngoái, trong nỗ lực phản công giành lại Kherson ở miền Nam, Ukraine đã dùng HIMARS tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu ở khu vực và các cơ sở tiếp viện hậu cần của Nga. Chính quyền Kiev đã tấn công hai cây cầu gần Kherson và cầu Atinevsky, cũng như một cây cầu đường sắt bắc qua sông Dnipro. Để đánh lừa Ukraine, Nga khi đó đã triển khai các thiết bị phản xạ radar hình chóp tới gần các cây cầu quan trọng. Theo Eurasia Times, cơ chế của việc Nga triển khai các thiết bị phản xạ radar là nhằm tạo ra một cây cầu ma trên thiết bị radar vệ tinh của đối thủ nằm ngay gần cây cầu thật. Mục đích của các bộ phận phản xạ này là để đánh lừa các radar vệ tinh, từ đó truyền thông tin không chính xác tới các hỏa lực HIMARS, khiến nó bị rối loạn và bắn trượt mục tiêu. Trong thời gian qua, Ukraine đã nhiều lần bày tỏ mối lo ngại về việc Nga đưa quân sang Belarus lập lực lượng liên hợp và cũng như tổ chức các cuộc tập trận chung. Vào tháng 12 năm 2022, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Rennikov và Tư lệnh quân đội Valery Zaluzhny cho biết, vào tháng 2, Nga có thể sẽ mở hướng tiến công mới từ lãnh thổ Belarus nhằm vào Kiev. Lo ngại càng gia tăng khi cuối tháng 12 năm 2022, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có chuyến thăm hiếm hoi tới thủ đô Minsk của Belarus. Ông Putin thường xuyên gặp gỡ người đồng cấp Lukashenko, nhưng thường là ở lãnh thổ của Nga. Chuyến đi này đánh dấu lần đầu tiên Tổng thống Putin đến Belarus kể từ năm 2019, và nó làm dấy lên lo ngại rằng nhà lãnh đạo Nga có thể muốn Minsk vào cuộc tham chiến ở Kiev. Mặt khác, Viện Nghiên cứu Chiến tranh của Mỹ nhận định, việc Nga mở thêm hướng tấn công từ Belarus và Ukraine là rất khó xảy ra. Tuy nhiên, họ cho rằng Nga dường như đang có động thái để buộc Ukraine phải đưa quân lên khu vực biên giới phía đông bắc với Belarus nhằm làm kéo căng và giàn mỏng lực lượng của Kiev trước trận đánh lớn vào các khu vực quan trọng khác. Trong thời gian qua, giới chức Ukraine liên tục cảnh báo rằng Nga đang có ý định tổ chức một trận đánh lớn có ý nghĩa quyết định ở Donbass vào tháng 2 hoặc là tháng 3. Mặt trận không tiếng súng. Ngoài nghi binh, Ukraine và Nga trong thời gian qua được cho là sử dụng chiến thuật tác chiến thông tin tâm lý. Nó có mục tiêu mang lại lợi ích cho phía ta, làm giảm ý chí chiến đấu của đối thủ, tác động tới cách đối thủ ra quyết định, cũng như phá vỡ khả năng kháng cự của đối phương. Điểm mạnh của tác chiến thông tin tâm lý chính là giành được lợi thế trên chiến trường mà không gây ra rủi ro về nhân lực. Nó cũng được sử dụng như một công cụ để tác động răn đe tới phía đối phương nhằm khiến họ phải trì hoãn hoặc từ bỏ kế hoạch tác chiến. Trong thế kỷ 21, các cuộc chiến không còn chỉ là đối đầu trực tiếp trên chiến trường mà còn là cạnh tranh đằng sau hậu trường, sử dụng thông tin như là một dạng vũ khí. Hiện thời, cả Nga và Ukraine đều đang thực hiện các hoạt động tuyên truyền để thuyết phục cộng đồng quốc tế với những lý lẽ mà họ đưa ra thông qua công bố tin tức chiến trường, nêu ra những câu chuyện có lợi cho họ, cũng như phát đi các thông điệp cảnh báo ngăn đối thủ hành động. Theo Foreign Policy, dù tác chiến thông tin là không mới, nhưng sự bùng nổ của mạng xã hội đã biến những trang này trở thành mặt trận cạnh tranh mới, một hình thái mới trong chiến tranh hiện đại. Cả Nga và Ukraine đều sử dụng rộng rãi mạng xã hội để mô tả các phiên bản của họ về các sự kiện đang diễn ra, đồng thời khuếch đại những câu chuyện trái ngược nhau về cuộc chiến, bao gồm cả nguyên nhân, hậu quả và sự tiếp diễn của nó. Các quan chức chính phủ, từng công dân và các cơ quan nhà nước đều đã chuyển sang một loạt nền tảng, bao gồm Facebook, Twitter, TikTok, YouTube và Telegram để tải thông tin lên. Quy mô thông tin được tải lên trên phương tiện truyền thông xã hội về cuộc chiến là rất lớn.
Chẳng hạn, chỉ trong tuần đầu tiên của cuộc chiến, các video từ nhiều nguồn khác nhau trên TikTok với thẻ là Russia và Ukraine đã thu hút gần 37,2 tỷ và 8,5 tỷ lượt xem. Về cốt lõi, các thông điệp của Nga và Ukraine trình bày hoàn toàn trái ngược nhau. Nga coi cuộc chiến ở Ukraine như một biện pháp phòng thủ cần thiết để đối phó với việc NATO mở rộng sang Đông Âu. Họ cũng định hình chiến dịch quân sự là để phi phát xít hóa Ukraine và chấm dứt nỗ lực tiến hành bởi chính phủ Ukraine chống lại những người nói tiếng Nga. Ngược lại, Ukraine cáo buộc cuộc chiến của Nga là vi phạm luật pháp quốc tế, nhấn mạnh lịch sử của nước này với tư cách là một quốc gia có chủ quyền khác với Nga, đồng thời miêu tả công dân và lực lượng vũ trang của họ là những người hùng chống lại cuộc chiến phi lý. Một ví dụ điển hình của chiến thuật tác chiến thông tin tâm lý là công bố số thương vong. Hai bên thường xuyên công bố các con số thương vong lệch nhau rất lớn trong thời gian qua và cập nhật hàng ngày tình hình của đối thủ. Theo thống kê mới nhất từ Ukraine, Nga đã mất 578 máy bay, 3.220 xe tăng, 6.405 xe thiết giáp, 2.226 hệ thống pháo, 227 tổ hợp phòng không, 460 hệ thống rocket phóng loạt. Trong khi đó, cuối tháng trước, Nga nói đã phá hủy của Ukraine 381 máy bay chiến đấu, 204 trực thăng, 2.980 máy bay không người lái, 402 hệ thống tên lửa đất đối không, 7.670 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 995 hệ thống rocket phóng loạt, 3.956 pháo dã chiến và súng cối, 8.218 phương tiện cơ giới quân sự đặc biệt. Ngoài ra, con số về nhân lực thương vong mà cả hai bên công bố rất lệch nhau. Theo giới quan sát, rất khó để xác nhận tính chính xác của những con số như vậy vì tình hình chiến trường vẫn rất dữ dội. Tuy nhiên, cả hai bên đều có mục đích tung ra những tin tức đối nghịch nhau. Trong một cuộc chiến tiêu hao, hai nước cần đảm bảo sự ủng hộ từ trong nước và tinh thần của binh sĩ được ổn định. Các thông tin bất lợi cho đối thủ sẽ tạo ra viễn cảnh để các bên được lợi thế trên chiến trường, gây ảnh hưởng tới tâm lý đối phương. Đặc biệt với Ukraine, các tin tức bất lợi cho Nga sẽ giúp phương Tây gia tăng niềm tin rằng Kiev có thể chiến thắng trong chiến sự. Điều này đặc biệt quan trọng nếu họ muốn thuyết phục các bên viện trợ gia tăng ủng hộ. Theo New York Times, trong một cuộc chiến thông tin giữa lúc chiến sự thực sự đang diễn ra, các bên có khả năng sẽ đưa ra thông tin đôi khi có tính xác thực không cao. Trên thực tế, tình hình trên chiến trường khá hỗn loạn và việc thông tin không chính xác lan truyền là điều có thể hiểu được. Tuy nhiên, việc các bên chọn công bố nó rộng rãi trên khắp mạng lưới thông tin hay không hoàn toàn là do tính toán của họ. Các bạn nghĩ sao về vấn đề này? Hãy để lại bình luận phía bên dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.